Xin kính chào quý chú anh chị và các bạn. Thái đang ở trong cái vườn mà Thái hỗ trợ kỹ thuật thằng này, thằng em trước giờ đâu rồi. Nó ăn xong thì nó đã ra được một cặp cặp lá như thế này nè. Cái cơi này là mình gọi là cái cơi lỡ mà nó chưa tới đâu hết trơn các bạn. Do sao? Do nó thấy đầy lá quá, nó không có chăm. Đây các bạn nha, nó chỉ giữ rây này kia thôi. Chứ 50 gốc là nó mới tán cho một cây này mới có 5 kg hữu cơ. Nó chưa có xài NPK tới luôn. Hồi tối hôm qua bắt đầu nè. Thấy hỏi là mày, bao nhiêu tháng mà mày không gãi NPK rồi. Mày, chừng từ khi cắt trái xong nó về không có gãi miếng NPK đâu chứ. Đó, bây giờ bữa nay mới rãi nè. Các bạn coi cây nè. Nó vẫn còn để nó xé thịt lớn vậy nữa các bạn. Rồi nó sẽ lớn xong thì bây giờ hồi nãy mình có vô mình bàn với nó là nó báo là tầm tháng 8 em sẽ đậy ha, có nghĩa là giữa tháng 8 sẽ đậy, sẽ lọt qua tháng 9 nữa các bạn. Thì mình nói nó là bây giờ nói chung là bây giờ bạn muốn đậy luôn vẫn được, bình thường đâu có gì đâu. Nè mang coi cây nè ha, dàn lá như thế nè, một dàn lá này nó ra nữa là đủ cơi đó. Tại vì trong lúc mà nó mang trái là nó ra cơi rồi. Cái cây này hôm bữa của nó là năm thứ 7 năm thứ 8 gì á. Mà bạn thấy cái cây nó lớn không? Thái có cập nhật cho các bạn cái cây này rồi. Cái cây này trên 300 kg. Miền Tây các bạn, 350 kg, 120 trái 350 kg. Nhánh nè, các bạn coi nhánh nè. Những cái này bắt đầu nó Thái có cho rải lân á. Cho rải lân đang hoạt hóa rễ để mà làm rễ thì nó thật như thế này. Thái đi quanh đây nha, còn ai thấy đứng bên kia thì cây nó cũng đã lắp lá hết trơn như thế này nè. Ồ, nó trái nó rồi đó. Thì các bạn xem những cái tay như thế này nè, những cái cành ha, những cái tay nè, cái tay cái nhánh cấp 2, nhánh cấp 2 nè. Tại ri mình ăn nhánh cấp 2 không các bạn, ăn đây nè. Ri là ăn ngoài này nè đó. Chứ cái nhánh là thì nó không có mang trái được đó. Đây là những cái nhánh cấp 2 ha, cấp 2 bậc thang nó rạng ra nó lớn rất là lớn. Đây nè. Rồi ha, các bạn thấy nó đỏ ào thịt ha. Có nghĩa là nó đang lớn ha. Lớn để mà chừng nữa nó tổng hợp tinh bột ở đây nè. Những cái lá này nó quang hợp nè các bạn ha. Nó tổng hợp tinh bột, đường bột ở đây nè. Đây là nó làm cái lá cái cành này nó lớn lên. Đây. Đó các bạn thấy không? Nó lắp lá hết trơn nè. Như thế này mà nó còn chưa chịu nữa các bạn. Dạng lá như thế này mà nó ăn xong rồi mà nó còn chưa chịu đó. 40 mấy cây à, nó làm nó quất 8 tấn mà nó bị neo á nha. Còn nó mà không bị neo nữa mình bảo đảm là chắc cầm phải 9 tấn, phải một cây của nó nhiều trái lắm. Cây có 70-80 trăm không à, trăm trên trăm không à, có cây 200 trái nè. Đây mình tham quan cây đi, lâu lắm rồi, chừng 6 tháng này thấy không có ghé. Từ khi nó làm nó có trái tới giờ là thấy không có ghé. Thấy gì ghé một cái thấy ghé con trận lúc mà đám cưới nó thôi, còn tới giờ thấy bật vô âm tính luôn. Đã các bạn thấy không, tài đã không đã. Bây giờ nè, hiện tại là bây giờ nó đúng ra là Thái kêu nó gãi hữu cơ đúng không, nhưng mà không, Thái có nói rất là nhiều với các bạn rồi ha. Thái cho làm một cái xô kéo đầu một thân với cái organic, cái organic các bạn. Các bạn cộng lại ha. Ví dụ như lấy thế này nè, một cái túi và cái đầu một thân nó có cái túi nha. Thì các bạn xài với 1 lít cái organic thì các bạn tưới cho 3 phi. Cái này của nó 45 cây, một cái cây này các bạn tưới 30 lít thôi. Các bạn. Nè, nó nhỏ xíu, cái bờ nó nhỏ mà ha. Tưới 30 lít thôi là đủ rồi. Thì Thái có nói những cái công dụng của cái organic rồi. Thì các bạn biết cái organic đó, thì nó từ hữu cơ không à? Nó hình như là hơn 50% hữu cơ, Thái lâu rồi Thái không coi lại băng test nha. Và nó có fluvic. Fluvic là các bạn biết, fluvic thì nó hấp thu, nó là những phân tử nhỏ nó hấp thu, nó làm phức hợp một số cái chất ở trong đất ha. Nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ làm nó kích rễ của các bạn nè, nó kích rễ của các bạn nè, nó sẽ làm cái đọt như thế đó. Làm cái đọt như thế này nè. Còn cái đoạn màu thân thì Thái đưa vô đây. Đưa trong trường hợp này nó sẽ hoạt hóa cái rễ mạnh hơn ha. Nó tổng hợp. Thái nói là trong mùa mưa nó vẫn ra rễ bình thường ha. Nó sẽ là có một số enzyme nó làm ấm cái rễ lên.
thường thường các bạn biết cái rễ nó lạnh nó không có ra bông, nó không ra đọt. Còn Thái sẽ làm có một số enzyme nó trong cái xô cái đầu thân thì nó làm ấm cái rễ, các bạn thấy mưa nó vẫn ra rễ bình thường. Ở đây chừng nữa Thái sẽ kêu nó đào cái học, kêu đào học đây nè. Thì các bạn xem nè, nó như thế này, nó chuẩn bị nó ra một cây đọt nữa nè. Các bạn đọc cái thằng này nó xanh không, lá bắt đầu nó giống lên nè, nó tán một cử phân vô lúc lá lụa ha, lá lụa như thế này nè, nó tán một cử phân vô là các bạn thấy nó sẽ ra rễ nữa, nó sẽ tiếp tục nó đi đọt nữa. Lâu rồi cũng cho nó một chút xíu rồi đó ha. Đây là bê ca ở trong này, ra ngoài nắng quá trời đuối chịu hết nổi nè các bạn ha. Và Thái nói luôn một điều như thế này là ví dụ như thế này nè, chuẩn bị là các bạn mà ấy nè, các bạn mà chuẩn bị làm trái nè ha, các bạn thấy nó rong nè, rong là các bạn sẽ thấy nó như thế này, nó không có thẩm quan mỹ quan đúng không, thì chừng nữa Thái sẽ cho nó cái díp ra để mà nó chỉ cái này. Còn lại thì bây giờ Thái Lan đang lo làm cái tay cho nó như thế này nè, đang làm tay cho nó nè, đang làm lá cho nó nè. Bạn coi trên kia nè, Thái không đi qua kia đâu, mệt quá đi hết nổi rồi. Đây nè, đẹp không? Rồi giờ Thái không cho nó rải hữu cơ nữa nha các bạn, cái nhiêu đó là đủ rồi. Nè, các bạn coi rễ nó ra nè, trùng nó lên đùng lên nè, coi rễ nó ra nè các bạn, rễ ra như thế này nè đó. Trước đó mưa là bắt đầu nó ra nè, và hiện tại nó vẫn còn ra nữa nè nha. Đó, thấy chưa, rễ nó ra xong rồi nó vàng hóa ha, rồi nó sẽ chuẩn bị nó ra cái mới. Và các bạn thấy không, mình rất thích là gì, này là trùng đất như thế này đó. Đó nó ra rễ nè. Rồi ra các bạn, xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.